Hạnh Nhật Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị đã quay lại cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một đời tài. Đó là chúng ta xây mộ hoặc là sửa mộ ở cuối năm là theo cái hướng nào mới là tốt thật sự. Nếu mà nói về cái môn mà xây mộ thì nó rất là nhiều, nó rất là nhiều thành phần. Nhưng trong video này Hạnh Nhật Tấn sẽ cố gắng gom gọn lại là chúng ta chỉ dùng một cái bộ phận nào đó thôi nhưng mà bộ phận đó là cái bộ phận quan trọng và bộ phận mấu chốt nhất của cái âm trạch để hà nhật tấn chia sẻ lên cho tất cả các vị vào cái dịp cuối năm này để các quý vị có cơ hội sửa mộ đó, sửa mộ cho ông bà tổ tiên của chúng ta được vượng phát thì sang năm 2024 cái hàng con cháu như chúng ta sẽ được được hưởng hưởng phúc rồi bây giờ chúng ta hãy lấy giấy lấy quyết thủ sẵn nha rồi chúng ta đi vào bài chúng ta học cái gì chúng ta ghi lại cái đó, Rồi chúng ta đem giao về mộ và thực hành. Nhưng muốn thực hành thì chúng ta cần phải có một cái la kinh nha, la kinh cho thực chuẩn để chúng ta đo. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói về ba cái vấn đề chính trong mộ phần. Thì à, trên la kinh, à, trên la kinh các vị cần phải hiểu hết tất cả các dòng la kinh để các vị áp dụng vào mộ thì nó sẽ cái độ chính xác nó sẽ cao hơn. À, cho nên khi mà các vị mua la kinh á, nên mua những cái mà đủ vòng. À, không nên mua những cái dễ xem các quý vị thường hay là không có kiến thức không có kiến thức về phong thủy cho nên á, là sợ rằng là la kinh mình không hiểu rồi à, mua những cái nó ít vòng nó dễ xem hơn à, nhưng mà khi mà chúng ta học được những cái kiến thức mới mà những kiến thức đó nó không nằm ở trong la kinh mà chúng ta đã mua thì rất là tiếc cho nên á, là chúng ta cần phải mua một cái la kinh đủ vòng đủ kiến thức trong đó dù rằng chúng ta không hiểu hết cái la kinh đó nhưng sau này biết đâu được chúng ta sẽ gặp nhân viên nào đó chúng ta học được một cái video nào đó hoặc là các vị uh, tham gia hoặc là các vị đăng ký cái kênh lưỡi tài đó, rồi hạnh uh, nhật tấn sẽ chia sẻ những cái kiến thức đó, rồi những kiến thức đó nó lại nằm trong la kinh thì các vị sẽ hiểu thêm một hoặc hai vòng của cái la kinh mà các vị mua nữa đó. còn mà các vị mua những cái la kinh mà dễ dễ học dễ xem thì nó ít vòng ít vòng thì khi mà chúng ta gặp những cái bài mới như thế này thì các vị sẽ không đủ vòng trên la kinh để chúng ta chúng ta sử dụng Đó. rồi bài học của chúng ta là học về 120 phân kim phối với 72 xiên long 60 thấu địa long và phối với địa mẫu cụ tinh đó là phối với ngũ hành nạp âm của người mắt, đó, ngũ hành nạp âm đó, của người mắt. Cái vị ghi vào trong bài này, trong bài này chúng ta sẽ học về năm cái này. Nhưng mà năm cái này thì hành nhật Tấn không đào sâu gốc rễ, không nói về cái nguồn gốc, không nói về tại sao nó có như thế hoặc học là cái cái quy luật đường bay của nó là như thế nào, cách tính như thế nào thì hành nhật tẫn sẽ không nói trong video này mà hàng nhật tấn chỉ hướng dẫn cho các quý vị biết phân biệt được cái tọa độ nào là tốt và tọa độ nào là xấu thôi à, còn lý do tại sao thì hàng nhật tấn sẽ không nói trong video này các quý vị muốn hiểu lý do tại sao thì các quý vị cần phải tham gia khoa học hãy tham gia khoa học tam hợp phái và tham gia khó âm trạch thì các quý vị sẽ nắm rõ được những kiến thức này à, còn hiện tại trên video này thì nói chung thời lượng nó không có bao nhiêu cho nên hạ nhật tấn sẽ nói tóm gọn lại để các quý vị dễ nắm bài và để các quý vị sử dụng à. chứ còn mà lý do tại sao nguồn gốc là chúng ta bỏ qua nha à. nói về lý thuyết chúng ta bỏ qua à. còn mà chúng ta sẽ đi vào cái thực hành thôi à. muốn cho ngon lành nữa thì chúng ta thêm cái thứ sáu đó là đại quái à. đại quái chúng ta thêm cái đại quái vô nữa là sáu phần mà chúng ta cần có để chúng ta xem mộ và sáu phần này đều nằm ở trên la kinh hết nha sáu phần này đều nằm ở trên la kinh la kinh này là do hành nhật tấn mướn người quẻ lại đó đó là quẻ theo ý của hành nhật tấn cho nên là nó đủ vòng nha à. cho nên các anh chị nào mà muốn xem mộ xem đồ cần phải có một cái la kinh như thế này nha chứ không có mua những cái la kinh dễ học mua những cái la kinh dễ học thì thì nó ít vòng nó, nó ít vòng thì đương nhiên nó sẽ bị thiếu kiến thức Đó. À. cho nên nó muốn đủ kiến thức thì chúng ta cần phải có một cái la kinh đủ vòng Đó. À. trên la kinh này á là những cái vòng mà có màu đỏ màu đen thì là ý nghĩa tốt xấu. À, thì các quý vị uh, nhìn vào cái uh, cái chỗ mà 120 phân kim á là cái dòng ở ngoài á thì 120 phân kim này á là cái đường nó nằm ở ở ngoài cùng. À, màu màu đỏ là tốt và màu đen là xấu. À, rồi, các vị nhìn vào đây. 120 phân kim là cái dòng này. hai à, 120 phân kim là cái dòng bên ngoài cùng này. Tất cả các lá kinh á tất cả các kinh ở bên ngoài hoặc là cái trên mạng á chúng ta tải vậy chúng ta tải cái cái ứng dụng hoặc tải cái cái hình mà 120 phân kim ở trên mạng á là nó nó ghi sai hết nha các vị đa phần là nó ghi sai tại vì một người sai một người đánh sai là muốn giấu người đăng lên rồi những người sau thấy cái thông tin này hay quá mới lấy lại rồi đăng lên trang web của mình thành ra là một người đã cố tình giấu người cho nên đăng sai và tất cả các người sau đăng theo cũng đều sai và tất cả các người sau mà muốn học thì cũng đều đều sai nha đó cho nên các vị cần phải có một cái lạc kinh chuẩn chứ mà còn mà lấy hình ở bên ở trên mạng là là sai nha là cái dòng 120 phân kim này các vị lưu ý cái chữ đỏ là tốt chữ đen là xấu nha đó chữ đỏ là tốt và chữ đen là xấu hả rồi các vị lưu ý này cái cái chữ nào mà nó có chữ bính chữ đinh chữ canh chữ tăng thì đều là là tốt còn các chữ khác thì đều là xấu thiên can này tăng hợi này là canh tăng này canh tăng quả và bính bính đinh đó là tốt nha đó. đó tăng hợi này đó rồi đinh này đó đinh hợi này rồi tăng hợi này đó rồi qua bính tý này đó rồi canh tí này rồi bính tý này canh tí này rồi đinh đinh sửu này tăng tăng sử này nếu mà theo cái quy luật của nó đó, là bính đinh canh tăng là tốt còn những cái thiên can khác là không tốt à rồi các vị lưu ý cái cái dòng này rồi bây giờ chúng ta đến cái dòng 72 mươi xương long làm sao chúng ta phân biệt được là cái dòng nào là dòng 72 xiên long các vị lưu ý cái dòng 72 xiên long á, là nó sẽ cách năm con rồi nó sẽ có một cái ô trắng giờ cách năm con nó sẽ có một cái ô trắng à, ô trắng như thế này đó cách năm con sẽ có một ô trắng và cách năm con sẽ có một ô trắng hả à. đây là cái dòng này cách năm con sẽ có một ô trắng và các quỵ lưu ý là nó có tổng là 12 ô trắng bởi vì nó có 12 ô trắng cộng với lục thập kho giáp nữa là nó tổng cộng là 72 bảy 72 72 phân kim cho nên mình gọi đây là 72 xuyên long là để xem giờ mộ à, và cũng như thế màu đỏ là tốt và màu đen là xấu và cái quy luật cái quy luật mà tìm tốt xấu của nó sẽ khác với quy luật tìm tốt xấu của 120 phân kim đó à, là mỗi quy luật nó sẽ mỗi vòng nó sẽ có mỗi quy luật tính khác nhau à, tức là nó có mỗi cách tính khác nhau à, cho nên là cái vòng này á là nó không có chạy theo mà bính đinh canh tăng nữa mà nó sẽ chạy theo một cái hệ thống khác đó và còn cái vòng mà nó 60 hô giáp nó chạy xuyên suốt nó không có bị ngắt đoạn đó là vòng này mình gọi đây là lục thập thấu địa long tức là cái dòng 60 thấu địa long đó giờ chúng ta qua cái vòng mà à, chỗ đây này chỗ đây là 24 sơn hướng của địa bàn nha đó. còn đây là 24 sơn hướng của của nhân bàn và ở ngoài thì là 24 sơn hướng của của thiên bàn rồi ở ngoài nữa là là 60 thấu địa long ở ngoài nữa là 72 xuyên long đó à, rồi ngoài nữa là đại quái rồi ngoài nữa là 120 phân kim đó là quăng quăng là nó nó đủ dòng hết các quỷ vị và các quý lưu ý cái dòng này này cái dòng ở đời là tham len này quăng quăng khúc vũ khúc luôn này đó liêm trinh à, tả phù hữu bạc đồ đó. rồi cự môn này đó rồi phá quần này đó là những cái dòng này á là mình gọi là địa mẫu cũ tinh những cái ngôi sao này mình gọi là cũ tinh và nó chạy theo địa mẫu cho nên mình gọi là dòng này gọi là địa mẫu cũ tinh. Và các vị lưu ý, cái chữ đỏ là tốt, chữ đen là xấu. Là ở đây tôi cũng đã đánh tôi cũng đã tô màu rất là kỹ rồi. À, là tô màu sẵn cho các vị rồi, các vị cứ mua ra kinh về rồi các vị sử dụng thôi. Và cái dòng đây, à, cái dòng mà nó có những cái quẻ như thế này, mình gọi là đại quái. À, đại quái thì nó sẽ có hai con số, tức là số số 8 này, số 2 này. À, là số này là số quặng à, là số cái dòng này là quan trọng nhất À, dòng này thì ít quan trọng. Và các vị lưu ý cái dòng này, à, dòng này là dòng dòng gọi là bị sức quái mà dòng, dòng này nó cũng quan trọng, nhưng mà trong bài này chúng ta sẽ không nói đến cái dòng này. Đó. À. Rồi à, nếu mà đại quái thì chúng ta chỉ nói về cái dòng này thôi, dòng có mang những con số này thôi. Đó. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua ví dụ để các vị dễ hiểu nha. À, chứ còn mà nói gì là không hiểu đâu. Các vị phải có một cái la kinh cầm trong tay khi tôi nói đến đâu thì các vị sẽ hiểu đến đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ví dụ để các vị dễ hiểu hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài nha ví dụ ở trên đây là 90 độ à, 90 độ là hướng đông ví dụ thì uh, nếu mà mộ mộ mà tọ đông à, tọ tức là chúng ta có một cái ngôi mộ hoặc là chúng ta có một cái uh, mảnh đất gì đó bây giờ chúng ta muốn muốn xây mộ muốn xây cái tọ về hướng đông à, thì thường, thường á, thì hướng đông thì ít có ai xây cái tọ về hướng đông lắm nhưng mà ở đây là ví dụ À, từ ví dụ này các vị có thể hình dung và có thể biết được cái sự tính toán của nó nha đó à, chứ không phải là nhất thiết mà chúng ta phải đi theo ví dụ nha các vị à, từ ví dụ mà chúng ta hiểu được bài và chúng ta áp dụng nó chứ không phải là nhất thiết là phải đi theo ví dụ nha ở địa bàn thì nó có là giáp màu ác à, và và nói về địa mẫu cổ tinh à, là ba cung này là lộc tồn liêm trinh và tả phù à, tả phù thì nó là màu đỏ là tốt chúng ta sẽ dùng tả phù à, rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng tả phù thì chúng ta đo ra à. bây giờ cái dòng này nè là dòng 60 thấu địa long chúng ta canh làm sao mà nó vô 60 thấu địa long mà nó vô ngay chỗ chữ canh tăng à. từ cái ô này à, chúng ta sẽ sẽ lên ngay chỗ đây à, lên đây ngay chỗ đây chúng ta lấy nó vô được tăng mão của 120 phân kim À, ở đây chúng ta sẽ đi cái ví dụ cụ thể đi. Ví dụ như là 108 độ đi. Đó, à, 108 độ là ngay chỗ đây. Đó. À, rồi nó vô vào vào tăng mão của 120 phân kim. Rồi chúng ta đo xuống thì nó sẽ chơi vào mậu thình của 72 xương long Tức là ở 72 xương long 72 xương long chúng ta xấu. Đó. À, nhưng mà 120 phân kim chúng ta tốt. À, 108 độ nó nằm ngay đây là vô vô chữ canh thăng À, canh thân thì chúng ta sẽ tốt thêm là 60 thấu địa long tốt nữa hả? À, và chúng ta lấy được địa mẫu củ tinh là tốt luôn hả? À, vậy là trong bốn cái trong bốn cái đó là 72 xương long hai à, 120 phân kim rồi 60 thấu địa long địa mẫu củ tinh à, rồi là bốn cái này mà cái này là xấu còn ba cái này là tốt à, là được ba cái tốt và một cái xấu À, nên nhớ nha còn những cái ô mà ô mà phạm vô chỗ đây á là chúng ta không nên dùng ô mà không có chữ như thế này nè là chúng ta tuyệt đối tuyệt đối không nên dùng là chúng ta đã xem phối hợp bốn cái của nhau để chúng ta xem chúng ta sẽ chọn những cái hướng nào mà nó nó tốt nhiều mà nó xấu ít thì chúng ta chọn còn những cái mà tuyệt đối không nên chọn thì chúng ta nên bỏ ví dụ như những cái ô không bông này nè đó là tuyệt đối không nên chọn đó. Giờ chúng ta sẽ phối hợp với ngũ hành nạp âm, nạp âm của người mắt, à, nạp âm của người mắt, Coi thử, cái mộ này có tốt không? À. Coi thử cái mộ này nó có hợp với với người mắc hay không. Tức là tức là như thế này, nếu mà cái mộ à, mộ tốt thì ai tán vào nó cũng tốt cả. Nó nhớ nha, mộ tốt ai tán vào nó cũng tốt cả. Nhưng nếu mà cái mộ đó mà nó hợp với người mắt thì thì cái mộ này nó tốt hơn bình thường à, nó tốt hơn bình thường tức là cái mộ này này ví dụ mộ này mộ tốt mà tén vô cái người mà không có không có hợp với cái cái tuổi không có hợp với cái cái mộ thì vẫn tốt nha vẫn tốt tại vì mộ này vốn dĩ là mộ tốt hả à, thì tén ai cũng tốt còn mà mộ tốt à, mộ tốt mà tén vào cái mà tén ngay cái người mà hợp với cái mộ nữa thì càng tốt thêm và có một vấn đề là nếu mộ xấu cho nên cái mộ rất là quan trọng nếu mộ xấu thì tán ai cũng xấu à, thì tán ai cũng xấu mà mộ xấu này đó, à, mà xung khắc hoặc là không tốt không hợp với người mắt thì càng xấu thêm đó, à, là như thế nhưng mà mộ mộ mà xấu thì đa phần là là ai tán vào cũng đều xấu cả hả? À. giờ hiện tại bây giờ là chúng ta là lấy hướng mộ là 108 độ à, là mộ tốt là mộ mộ tốt Vậy bây giờ chúng ta xem xem là nó là tăng mão chúng ta phải biết ngũ hành nạp âm của tăng mão là gì à, ngũ hành nạp âm của tăng mão là gì cách tính là chúng ta tính như thế này giáp ắt là số 1 bính đinh là số 2 à, bính đinh là số 2 mẫu kỷ mẫu kỷ là số 3 rồi canh tăng là số 4 và và nhâm quý là số 5 đó giờ các quý vị ghi lại nha giờ còn mà địa chi thì chúng ta sẽ phân ra như thế này tí ngọ sủ mùi là số 1 hả rồi rồi dần thăng mão dậu là số 2 thình tức tỷ hợi. Là số 3. Đó, à, rồi các vị ghi vào nha, ghi vào rồi chúng ta sẽ có một cái phép tính duyên. Ví dụ chúng ta sẽ tính như thế này. Mộc là số 1, Kim là số 2, Thủy là số 3, họ là số 4, Hoặc Thổ là số số 5. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính nha. Hồi nãy chúng ta nói 108 độ là tăng mẫu nè. Tăng Mão thì chúng ta sẽ tách nó ra là chữ Tăng và chữ Mão. Tăng ở đây là canh tăng, canh tăng là số 4, còn Mão, Mão là số số 2. Vậy là hai con số này cộng lại với nhau bằng 6. 6 thì nó lớn hơn 5, tại vì chúng ta đang tính ngũ hành nạp âm của nó ngũ hành là 5 cái mà 6 nó lớn hơn 5 thì lấy 6 trừ 5 còn còn 1, 1 thì thì là là mộc đây. Vậy là Tăng Mão này á cái cung này nè nó thuộc mộc. Đó. À, cái cung này nó thuộc mộc thì nó thích hợp với những cái người mạng mộc người mạng hỏa vậy là cái khu này nó chỉ thích hợp cho người mạng mộc và người mạng hỏa hả à, vì sao vì mộc với mộc là là đồng hành còn mà mộc xanh hỏa tức là cái cung này này nó xanh cho người mắt hả à, ví dụ người mắc là mạng hỏa mạng ngũ hành nằm âm là hỏa thì mộc xanh hỏa thì cái cung này xanh cho người mắt là là tốt hả à, còn mà người mắc mà xanh cho cung này là xấu nha hả à, rồi là chúng ta chỉ dùng hai cái này thôi đó là một là đồng hành hai nữa là được được xanh là tốt còn mà mộ mà khắc người mắt hoặc là người mắt khắc mộ đều là xấu nha đó chúng ta chỉ chọn hai cái đó thôi và các vị lưu ý cái địa mẫu cổ tinh này á là không phải xem hướng cũng không phải xem mộ mà xem núi à, xem núi ví dụ có một ngọn núi à, nó nằm trắng ngay cửa này nè à, nằm trắng trắng ngay cái đầu đầu mộ đó trắng ngay đầu mộ tại chúng ta đang coi tọ mà trắng ngay cái đầu mộ như thế này là là tốt rồi à. chúng ta xem thử cái hướng mộ à. nếu mà có cái tọ cái tọ tức là có một cái ngọn núi nằm ngay cái cái đầu mộ đó, là cực kỳ tốt tại nó được vô chữ chữ phù chữ gọi là tả phù đó các vị tả phù nó màu đỏ cho nên nó tốt rồi hồi nãy chúng ta đã xem tọ bây giờ chúng ta xem hướng khi tọ là 108 độ thì chúng ta sẽ cộng thêm 180 độ nữa thì thành ra là cái hướng mộ sẽ là 282 độ đó 282 độ nó nằm ngay đây đó. À vào cái cái ô này cũng tốt à cái ô mà 120 phân kim này cũng tốt rồi và nó xém vô chữ bính thân à, bính thân và ở đây các vị lưu ý ngay cái chỗ cự môn vũ khúc này à, vũ khúc và cự cự môn tức là hai cái hướng này này nếu mà hai hai cái hướng này nó có núi à, có núi à, ví dụ như núi nó là kỷ dậu à, kỷ dậu nó qua tăng dậu hoặc là ắt dậu đến đinh dậu à, là những cái ngọn núi á thì những cái ngọn núi này này là tốt đó. À, khi mà chúng ta đứng chính giữa mộ ví dụ mộ này chúng ta đứng ngay mộ chúng ta đo ra à, đo đo theo cái hướng mộ đó chúng ta đo ra chúng ta xem thử là cái núi hoặc là cái gò đất à, hoặc là cái mộ to ở trước mặt nó nằm ngay chỗ nào nếu mà nằm vô vũ khúc và cự môn là tốt còn nếu mà nó vô những cái ô đỏ này á thì càng tốt nữa đó các vị lưu ý cái cách xem nhanh nhất là cái cách xem này đó, à, chúng ta chỉ chỉ việc dùng năm cách mà để chúng ta xem thôi rồi ngay hướng mộ thì chúng ta sẽ được chín thần, à, số 8 là chín thần, chín thần là tốt, à, vậy là trong năm 2024, chiếu mộ của ông bà tổ tiên chúng ta nằm ngay cái tọ là 108 độ là cực kỳ tốt, à, là sẽ tốt trong vòng 20 năm, à, tức là từ năm 2024 cho tới năm 2043 luôn, à, là cực kỳ tốt nha, à, tuy là nó là nói nó chưa đủ tiêu chuẩn để phát mạnh chưa đủ tiêu chuẩn để phát mạnh nhưng nó nằm ở tầm khá cho nên là chúng ta quản được nó nằm ở tốt 70 phần trăm đó còn nếu mà nó tốt hết luôn mình gọi là 100 phần trăm gọi là mộ phát còn đây là chỉ tốt có 70 phần trăm mà 70 phần trăm là cũng đã thấy khá nhiều rồi đó rồi bây giờ chúng ta đi ví dụ cái tọ mộ là bắc hướng là nam thì chúng ta nên chọn lúc mà chúng ta chuẩn bị ví dụ chúng ta có một mảnh đất ví dụ chúng ta có một mảnh đất gì đó. Chúng, chúng ta bây giờ là đang tìm cái hướng để chúng ta xây mộ, để di dời mộ ví dụ như thế thì chúng ta phải tính toán cho kỹ là chúng ta dựa vào cái lá kinh này chúng ta tìm những cái ô nào tốt à, vừa tốt cho 72 xiên long vừa tốt cho 60 thấu địa long và vừa tốt cho 120 phân kim rồi bây giờ chúng ta sẽ à, chọn cái ô ở, ở ngoài trước à. ô ở ngoài á, là nó có tới là 3 độ thì chúng ta bắt đầu là chọn ví dụ chọn 19 độ đi à. chúng ta chọn 19 độ trước Giờ bây giờ chúng ta hãy quỷ một cái đường thẳng từ 19 độ à, Nó đâm vô trong cái trung cung này đi à, Rồi 19 độ chúng ta xem thử là nó đi qua cung nào Ở đây thì nó là canh tí à, Là cung màu đỏ tốt Rồi nó đi vô cái chỗ mà 72 xương long Là nó vô chỗ ác sủ màu đen à, Mà nó không bị phạm vô không vong là được à. Rồi nó đi xuyên qua 60 thấu địa long Nó thuộc đinh sủ là màu đỏ là tốt Vậy là nó được hai cái tốt và một cái xấu Tức là 72 xương lông là xấu Còn nó được là tốt về 120 phân kim Và 60 thấu địa lông Rồi còn mà nói về địa mẫu cổ tinh Thì chúng ta xem thử là ngay cái chỗ 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 này Đúng rồi sao mộ mà nó nằm bên phải như thế này à. À. Là nó vô chỗ Nó vô đây Đó à. mà nó có một cái đường nó đi vô đây đó nếu nó có hai ngọn núi nằm ngay chỗ đây đó hai ngọn núi như thế này đó. hoặc là hai cái gò như thế này khi mà chúng ta đo ra nó nằm ngay tại vũ khúc hoặc là một ngọn núi cũng được một ngọn núi mà nó nằm ngay vũ khúc mà nó ăn với cái thằng đinh sủ với lại thằng tăng sủ này là tốt nhưng thằng tăng sủ sẽ tốt hơn tại vì thằng tăng sủ á, là nó vừa vừa tốt 120 phân kim mà nó vừa tốt cho là 72 xương lông này đó, nó sẽ bù vào lại là có được 72 xương lông này đó. còn 60 thấu địa lông thì không tốt đó thì còn cái ngọn núi đây thì nó xấu cho 72 xương lông nhưng nó lại tốt cho 60 thấu địa lông thì trong hai ngọn núi này chúng ta chọn núi nào cũng được hoặc là chúng ta có thể tạo lên một cái gò đó. tạo lên một cái gò để chúng ta lấy được cái cái để chúng ta lấy được cái xa mình gọi là cái xa đó ở trước mà nó có cái gò hoặc cái mộ to, hả? À, mà nó nằm ngay đúng ngay vị trí của hai cung này, hả? À, thì là thì là tốt. rồi tiếp theo, hồi nãy chúng ta coi vũ khúc rồi bây giờ chúng ta coi qua tham len. tham len thì nó được là chữ đinh sử, à, hai cái ô này, hả? À, và nếu mà nó có gò gò đất, à, hoặc là có có núi, à, à, có núi hoặc là có sa, sa cũng là một cái gò đất hoặc là một cái mộ lớn ở ngay cái chỗ cái cung này thì là tốt nha Đó. và chúng ta xem thứ là hai cái tọa độ này cái nào tốt hơn Đó. rồi chúng ta xem cái ô chỗ đây là nó có tăng sủ của 120 phân kim là tốt này nó mà nó xuống ngay chỗ chỗ 72 xương long là xấu này Đó. rồi nó nằm là ngay cái chỗ mậu dần là tốt này Đó. còn cái thằng này nè thằng đinh sủ này nè là nó vô ngay chỗ đây cũng xấu mà vô ngay chỗ đây cũng xấu hả à. tức là chúng ta sẽ lấy số nhiều ví dụ trong ba cái đó là địa mẫu rồi 72 văn kim 72 văn kim rồi 60 thấu địa long và 120 phân kim đó rồi chúng ta cần phải xem bốn thằng này nó hợp với nhau như thế nào nó hợp ra sao chúng ta sẽ lấy số nhiều à, sẽ lấy số nhiều nhưng tuyệt đối không nên lấy vào những ô này còn nếu mà có núi có xa ngay cái chỗ những cái ô xấu á, là chúng ta nên dẹp cái xa đó nha. Chúng ta dùng thủ công dọn cái xa đó đi. Đó. Xen bằng cái xa đó. Tức là có một cái gò đất nào đó thì chúng ta nên xen bằng. Đó. Cho nên là cái việc này rất là... Cho nên cái việc này á là rất là hợi trọng. Khi các quỷ gia mộ, cái quỷ xem mà chúng ta thấy có cái xa, có cái núi, có cái gò hoặc có cái mộ lớn nằm ở xung quanh đất của chúng ta là chúng ta phải xem liền. Đó. Xem thử nó xấu hay là nó tốt còn ý nghĩa nó tốt như thế nào nó xấu như thế nào thì chúng ta sẽ dựa vào cổ tinh à dựa vào cổ tinh ví dụ nó xấu về cái công việc gì nó xấu về cái gì nó xấu về nó xấu cho ai nó xấu cái gì thì chúng ta dựa vào ý nghĩa của cổ củ tinh này chúng ta quyết đoán à còn còn quy dấu này chúng ta không đào sâu gốc rễ không nói nhiều về cổ tinh chúng ta chỉ biết xem mộ cái thử nó tốt hay là nó xấu thôi để chúng ta dọn dẹp hoặc để chúng ta sắp xếp thôi trong quy dấu này chúng ta chỉ cần học như đây thôi còn cũ tinh ý nghĩa của cũ củ tinh thì chúng ta không nên quan tâm tại vì thời lượng video có